Xin chào các bạn nhé. Sau đây mình sẽ làm cái video ghi lại cái các thao tác trên màn hình của mình khi mình kết nối một điện thoại chạy Android với lại máy tính qua phần mềm Android. Với phần mềm này, sau khi mọi người trên máy tính, mọi người lên Google, mọi người gõ chữ Android này đấy, và mọi người tải về đấy, và trên điện thoại thì mọi người vào CH Play để mọi người tải về và cài đặt xong, mọi người đăng ký một cái tài khoản. Mình đã đăng ký một cái tài khoản này. Đăng ký một cái tài khoản này xong thì là mình sẽ kích hoạt rất nhiều các tính năng. Ở đây thì có rất nhiều cái nó hữu dụng, như có thể truyền tải dữ liệu giữa điện thoại và máy tính này, và điều khiển từ xa. Này, điều khiển từ xa, mình có thể điều khiển từ xa giữa dùng màn hình máy vi tính để điều khiển camera của điện thoại, và dùng màn hình máy vi tính để xem và ghi lại các thao tác trên màn hình. Nói tóm lại là trình chiếu điện thoại lên máy vi tính. Đấy, với hai ứng dụng này thì ta không cần dùng đến cáp USB. Còn với hai ứng dụng này thì bắt buộc phải dùng đến cáp USB. Đặc biệt là cái chức năng IMEI này thì nó trên thực tế mình kiểm tra là không khả dụng. Chỉ có tính năng dưới cùng này, bên góc bên phải. Dưới cùng góc bên phải là khả dụng. Đấy, chức năng này thì cắm cáp USB. Nếu như các bạn không cắm nó sẽ báo. Bắt đầu cắm này. Đấy, nó yêu cầu mình phải cắm cáp USB. Thì bây giờ là mình sẽ cắm vào. Khi mình cắm vào thì mình sẽ được kết nối. Với chức năng remote control này thì mình có thể là dùng điện thoại điều khiển, hoặc là dùng chuột trên màn hình máy tính này cũng có thể điều khiển được. Đây, mình sẽ điều khiển cho các bạn xem. Đấy. Rất rõ ràng. Đây, chức năng quay màn hình này. Bàn phím.
remote control thì là mọi người có thể viết thông tin trên điện thoại, không cần qua điện thoại mà mình dùng trực tiếp trên bàn phím máy vi tính cũng có thể viết được. Nhưng ứng dụng này bắt buộc là phải cắm cáp USB mọi người nhé. Còn với screen mirroring này thì là phải không cần phải cắm cáp USB. Cái này thì là nhưng mà mọi người lại phải điều khiển trực tiếp trên điện thoại. Đấy. Mọi người lại phải điều khiển trực tiếp trên điện thoại chứ còn máy tính không điều khiển được. Thì cái này nó chỉ là cái có nghĩa là phản chiếu, trình chiếu. Đấy, mình trình chiếu điện thoại lên máy vi tính. Còn với ứng dụng camera này thì là rất tiện này. Camera này thì ta không cần cắm có cáp mà ta có cần đây. Ta có thể kết nối từ xa được. Tại đây ta cái này là quay màn hình này. Đó, bấm đây mình có thể nghe được âm thanh này. Đấy. Còn cái này là chuyển đổi camera trước sang camera sau này. Đấy, nó bật đèn pin này. Đây, tạm dừng này. Đấy nhá. Tắt cái này đi. Đấy. Tắt đèn này. Cái ứng dụng này thì rất tiện dụng cho việc ví dụ như mình là dùng điện thoại để làm camera giám sát, camera không dây hẳn hoi. Ghi hình này. Bấm ở đây xác nhận là ghi hình. Việc camera giám sát mình thấy thế nào, rất ok đúng không?
Viết bài đây mà nhìn gì? Viết đi. Ngẩng cao cái cổ lên, cái đầu lên. Cầm cái bút dài ra. Anh nhìn gì? Ngẩng cao cái mặt lên. Cầm cái bút dài ra. Viết đi, không phải cứ ngoái ngoái mà nhìn đâu. Hình ảnh camera giám sát rất hiệu quả đấy mọi người, rất tiện dụng. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mình cũng sẽ tổng kết lại. Đấy là điện thoại và máy vi tính đều phải cài phần mềm Android này, và tại các phần mềm này thì nó có mấy phần chức năng sau. Thứ nhất là điều khiển camera từ xa này và trình chiếu màn hình này. Hai cái chức năng này thì là không cần dùng đến cáp. Còn điều khiển camera từ xa qua màn hình máy tính là không cần dùng đến cáp này. Còn điều khiển điện thoại từ xa qua máy vi tính thì là bắt buộc phải dùng đến cáp, nên trên thực tế gọi là cũng không phải gọi là điều khiển từ xa mà gọi là điều khiển có dây. Xem lại con bé này thế nào.